Vâng, có lẽ đây là một trong những con đường của huyện đảo Phú Quốc, nhưng tương lai của nó 5 năm nữa khi Việt Nam công nhận là khu đặc khu kinh tế thì chắc có lẽ nó phát triển kinh khủng. Và chính vì lẽ đó, khu đất ở đây được nhiều các thương gia bất động sản về đây đầu tư, cũng như các tập đoàn lớn rất là nhiều, và chỉ chờ thời gian nữa có lẽ là người ta sẽ đầu tư vào cái khu chuyên cho du lịch ở Việt Nam. Một trong những thắng cảnh ở Việt Nam và có rất là nhiều tiềm năng, cũng như là bãi biển, và tôi cũng đã chiều nay ra bãi biển rất tuyệt vời. Dù rằng bãi biển hơi sâu nhưng bãi cát thì trắng rất đẹp, mịn và sạch. Rồi, cũng để cho quý vị biết thêm, tôi sẽ đi quay thêm một số để cho các vị biết nhé. Đặc biệt nữa là khí hậu, cái du lịch cũng liên quan rất nhiều yếu tố về khí hậu. Khí hậu ở huyện đảo Phú Quốc rất tuyệt vời, có 8 tháng mùa thu, 8 đến 9 tháng, còn đâu là mùa mưa và có chút nắng, nhưng mà nắng cao nhất mới khoảng 35 độ trở lại. Rất tuyệt vời cho những du khách và cái nhiệt độ để làm du lịch. Mùa thu chăng nữa thì cũng đủ độ để cho người ta có thể là nghỉ ngơi, tắm, không sợ lạnh, và nhiệt độ ôn hòa như vậy rất tuyệt vời cho du lịch. Tự chọn là khu giải trí. Minh Dưỡng đang quay cho quý vị biết, Minh Dưỡng đang đứng ở đường Trần Hưng Đạo, khu Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc. Một khu ở đường Trần Hưng Đạo là một trong những nơi, chỗ này là trung tâm tầm vóc nhất của huyện đảo Phú Quốc, một trong những khu trung tâm mà rất là nhiều resort cũng như là khách sạn. Huyện đảo Phú Quốc là một huyện đảo nằm trong lãnh thổ đất nước Việt Nam. Có lẽ là không mấy thời gian nữa thì huyện đảo Phú Quốc sẽ được đặc khu hành chính của Việt Nam. Chính vì vậy nên sự sầm uất, sự nháo nhiệt, cũng như là đất ở ngoài huyện đảo Phú Quốc này, theo tôi được thăm dò vừa rồi, đất lên từng giờ. Đất ở đây nhất là quốc trục lộ này, là khu vực này, chúng ta phải nói là cực kỳ đắt. Có lẽ chúng ta có thể mua
được ở nhà Hà Nội ngon lành với khoảng hơn 100 triệu một mét. Nhưng đất ở đây để mua được một suất đất 1.000 mét thì tính ra khoảng 150 đến 200 triệu đồng trên một mét vuông. Các bạn thấy kinh khủng không? Mà nếu mà quy ra cái 200 triệu ta mua ở Hà Nội thì đất cũng rất là đẹp và hoành tráng. Nhưng đất ở đây rất đắt vì đây là một niềm đất hứa. Phải nói là tôi cũng không biết, nhưng một vài năm tới đây thì ở những khu vực này sầm uất đến mức nào, cũng có lẽ là người ta định hướng theo những nước lân cận, lấy ví dụ như là lấy đặc khu hành chính của Hồng Kông, Macau hoặc là Thái Lan, Phuket. Cũng như là hoặc là khu du lịch Pattaya của Thái Lan, một những khu đặc khu hành chính để mục đích sử dụng chủ yếu cho du lịch. Đây tôi đang đi bộ trên khu phố Trần Hưng Đạo, một trong những khu phố là sầm uất nhất và có nhiều resort nhất, nhưng cũng chưa phải là những cái khu đắt tiền nhất. Bởi vì theo tôi được biết còn có những chỗ gần biển đắt tiền hơn. Đây thì cũng cách biển có mấy trăm mét thôi, nhưng mặt phố cũng rất rộng lớn và rất nhiều những khách sạn, hotel mọc lên. Tôi cảm nhận thì mật độ xây dựng cũng như các kinh doanh thì vẫn chưa có gì đặc biệt nhiều. Thế nhưng mà cái đặc biệt ở đây là về tương lai. Tương lai có lẽ là huyện đảo Phú Quốc này một trong những cái miền đất hứa của nhà nước Việt Nam, cũng như là mọi người hướng về đây để đầu tư. Rất đặc biệt là một cái khu đặc khu hành chính mà huyện đảo để dành riêng cho coi như là du lịch. Đây là khu một khách sạn tôi đang ở khu vực này, khu nhà ăn. Nói đến tuy nhiên rất nhiều khách sạn, hotel và khu nghỉ dưỡng mọc lên, nhưng nếu chúng ta đi du lịch ở Trung Quốc mà không đặt phòng trước thì cũng rất khó để kiếm được những phòng như ưng ý. Bởi rất nhiều những du khách về đây họ đặt phòng trước hàng tháng, hàng tuần, chứ không đơn giản là mình ra đây mình kiếm được những cái chỗ ưng ý mà mình không đặt phòng trước. Tuy nhiên trong tôi đi quan sát thì vẫn còn nhiều chỗ hoang sơ, chưa có người ta khai thác, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao đất ở đây đắt quá, đắt hơn Hà Nội. Mà ngồi trong quán nước, quán cà phê, rất nhiều những thương gia, những người đến đây bàn chuyện mua đất rất là nhiều tiền. Tôi cảm nhận cái điều đó. Đúng là một niềm đúng là một miền đất hứa của những người nào buôn bất động sản.
nhất là dân Hà Nội và Sài Gòn về đây mua đất rất nhiều. Đặc biệt đường xá thì cũng không đông đúc như mọi người cứ tưởng tượng, cũng rất yên bình, rất rộng rãi, chắc có lẽ ở đây không bao giờ kẹt xe. Vâng, khu vực này là gần ngã tư và rất là nhiều những cái tòa nhà mọc lên để kinh doanh, vừa là khách sạn, vừa nhà hàng và cả những khu ăn chơi của giới quý tộc. Tôi cũng tranh thủ làm một chút phóng sự về đêm tại huyện đảo Phú Quốc. Đấy, các bạn nhìn thấy sự tráng lệ của một con đường tại huyện đảo Phú Quốc. Huyện đảo tại con đường Trần Hưng Đạo.